Vậy thì bây giờ các anh chị cùng Phương chúng ta sẽ ra quyết định cho buổi sáng ngày hôm nay. Các anh chị đặt tay lên trái tim cùng với Phương ha. Các anh chị đặt tay lên trái tim cùng với Phương và các anh chị có thể nói những cái lời cảm ơn đối với chính bản thân mình, cũng như là các anh chị ra quyết định là sau buổi Zoom ngày hôm nay các anh chị đạt được cái điều gì tuyệt vời vào cuộc sống của mình. Đã, cảm ơn bạn. Cảm ơn chính cái cơ thể tuyệt vời này. Cảm ơn tiềm thức và vũ trụ. Cảm ơn vì tất cả những cái nguồn lực đã hậu thuẫn để mà mình có những cái giây phút tuyệt vời và trọn vẹn trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Và sau cái buổi ngày hôm nay thì mình nhận được những cái giá trị, những cái kiến thức, những cái bí kíp để giúp cho cuộc đời của mình ngày càng hạnh phúc hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, và giúp cho mình hoàn thành xuất sắc tất cả các mục tiêu tháng 2 năm 2023 và toàn bộ mục tiêu năm 2023 một cách nhẹ nhàng, dễ dàng và thuận lợi. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đấy, ok. Ok ha, rồi các anh chị cùng nhau quay trở lại ha. Bao nhiêu anh chị đã sẵn sàng cho buổi sáng ngày hôm nay rồi thì comment siêu tuyệt vời. Các anh chị cùng nhau bật camera lên các anh chị. Chúng ta cùng nhau bật camera lên để cho chúng ta tận hưởng những cái điều tuyệt vời nhất vào buổi sáng sớm ngày hôm nay. Rồi. Một cái điều tuyệt vời nó xuất phát từ bên trong tâm trí. Đúng không ạ? Bên trong tâm trí và trái tim. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục đọc cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức ha. Chúng ta còn vài chương nữa chúng ta phân tích. Và có anh chị nào lần đầu tiên bước vào buổi Zoom và buổi livestream ngày hôm nay không ạ? Anh chị nào lần đầu tiên bước vào buổi Zoom và buổi livestream ngày hôm nay không? Comment số 1 để Phương gửi lời chào nha. Anh chị nào mà chúng ta đã đồng hành một khoảng thời gian và chúng ta đang nhận rất là nhiều giá trị tuyệt vời. Comment số 2 ha. Ok. Phương thấy có một số anh chị đang comment số 1 và cũng hầu hết các anh chị đang comment số 2. Rất là biết ơn tất cả các anh chị ha. Và sáng ngày hôm nay thì các anh chị, chúng ta những anh chị comment số 1 thì chúng ta cũng cùng nhau ra quyết định rằng cái giây phút này sẽ giúp cho chúng ta thay đổi và có một cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống của mình trong tất cả mọi khía cạnh. Chúng ta đang phân tích cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Anh chị nào có sách chưa ạ? Các anh chị chưa có sách thì chúng ta có thể mua thêm sách để chúng ta đọc nha. Ở cuốn sách này, nhờ cuốn sách này, những cái bí kíp trong này mà đã giúp cho hàng ngàn, hàng chục ngàn các anh chị trong câu lạc bộ của mình. Và tất nhiên có Phương đã ứng dụng rất là thành công về trong mọi mặt cuộc sống của mình, về tài chính, sức khỏe và mối quan hệ. Nên là các anh chị ngày hôm nay thì chúng ta đang đọc cái chương sách về mối quan hệ, sự hòa hợp của các mối quan hệ bằng tiềm thức. Tí nữa Phương sẽ chia sẻ cho các anh chị một số những cái bí kíp để các anh chị hòa hợp mối quan hệ. Thật ra thì cái điều này nó rất là đơn giản, nhưng mà các anh chị biết là rất là nhiều anh chị hỏi Phương rằng tại sao mà chị kinh doanh chị không có thu hút được cái dòng lợi nhuận như mình mong muốn, hoặc là kinh doanh tại sao chị không có thu hồi được cái khoản, những cái khoản công nợ, hoặc là tại sao chị không có ứng dụng được cái mục tiêu của mình nó thu hút về một cách thuận lợi. Thì một trong những cái yếu tố mà gây cản trở lớn nhất cho các anh chị để cho chúng ta thu hút tiền bạc đó là gì các anh chị? Anh chị có biết một trong những cái yếu tố quyết định mà để giúp cho các anh chị thu hút những cái khoản tiền mà các anh chị mong muốn đó là gì không ạ? Đó là cảm xúc. Chính xác rồi. Đó là cảm xúc. Khi mà các anh chị không có những cái mối quan hệ tốt đẹp đó, các anh chị đang bị mắc kẹt những cái cảm xúc. Cảm xúc của mình mà nó không thông đó các anh chị. Các anh chị tìm không về được đâu ạ. Dù cho các anh chị bên ngoài cố gắng nỗ lực lắm, nhưng các anh chị sao ạ? Có một cái điều gì đó mà nó bị mắc kẹt giữa những cái cảm xúc. Cảm xúc thì nó đến từ cái việc mà các anh chị hòa hợp những cái mối quan hệ. Mối quan hệ với chính mình, mối quan hệ với vợ chồng, con cái, mối quan hệ đối tác. Tất cả những cái mối quan hệ đều tác động vào cảm xúc của mình. Và chúng ta rất là bị dễ tác động bởi những
những cái cảm xúc, đúng không ạ? Rất là dễ bị thay đổi cảm xúc bởi những cái mối quan hệ xung quanh. Anh chị có đồng ý không ạ? Có nhiều anh chị là không, dù như thế nào cũng không lung lay ạ. Rất là hiếm. Trừ khi đó là những cái ông tượng. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta là những con người, chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có cảm xúc. Nên thành ra là cái việc mà hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc và sống xung quanh của mình đều là những cái mối quan hệ. Chẳng có ai sống một mình cả. Nên là cái việc mà chúng ta có những cái cảm xúc lên xuống, có những cái cảm xúc vui, không vui, hay là rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau, đó là cái chuyện rất bình thường. Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta không phải là con robot. Được không các anh chị? Nhưng mà cái việc mà chúng ta học cái cách để chúng ta quản lý cái cảm xúc, đó là cái cách mà chúng ta phải làm. Chứ không phải là học cái cách để làm sao mà mình không có bị tác động. Chắc chắn là bị tác rồi. Chắc chắn là bị động rồi các anh chị. Không thể nào mà không động được. Thật sự là như vậy. Đúng không các anh chị ơi? Chứ nhiều anh chị cứ bị lo lắng là tại sao vô vô chị học chị năng lượng lắm. Cái ra ngoài cái ông chồng với bà vợ nói một câu ấy, em bị ảo tưởng, anh bị ảo tưởng, cái là tụt năng lượng. Đấy, nên là chúng ta học cái cách kiểm soát thôi, đúng không ạ? Và các anh chị phải chọn cả ba thứ luôn. Để mà các anh chị có nhiều tiền thì các anh chị phải thực sự hạnh phúc từ bên trong trái tim của mình. Nên cái việc mà chúng ta, cái cảm xúc tốt nó rất là quan trọng đó các anh chị. Và cảm xúc tốt rất quan trọng ha. Hôm qua đến giờ này, Phương hỏi các anh chị hôm nay đã là ngày ngày mấy rồi các anh chị? Hôm nay là ngày 2 tháng 3 rồi. Ngày 2 tháng 3 rồi các anh chị. Các anh chị nào chưa làm bức tranh tài chính của mình không? Nha, bây giờ hỏi nè, hỏi thiệt nè các anh chị. 532 anh chị ở đây, các anh chị nào đã làm thôi miên và làm bức tranh tài chính rồi, comment số 1. Anh chị nào chưa có làm bức tranh, chưa làm thôi miên, comment số 2 ạ. Chưa hỏi luôn đã comment số 2 rồi. Chưa hỏi luôn comment số 2 rồi. Chưa hỏi, chưa biết cái vé số 2 là gì, nhưng mà còn nằm vé số 1, comment số 2 luôn. Dù sao thì các anh chị cũng đang rất là chân thật với chính mình, đúng không ạ? Và bây giờ mình hỏi lại. Ủa? Cái điều tuyệt vời nhất để giúp cho mình đạt mục tiêu, cái bước đầu tiên trong cái hành trình để giúp cho các anh chị chinh phục mục tiêu 30 ngày, mà ngay ngày thứ hai rồi chưa có làm. Lý do tại sao vậy? Lý do tại sao các anh chị, cái bước đầu tiên, cái bước ra yêu cầu các anh chị chưa có làm? Tại sao các anh chị đang có ạ? Tại sao các anh chị thu hút cái điều mình muốn được? Yêu cầu thôi chưa có làm. Ngay hôm nay các anh chị thiền nhổ nêu rồi ạ. Thiền đã nhổ nêu rồi các anh chị ơi. Trong khi mình chưa đưa ra quyết định nào cả, thuyền đã nhổ neo. Và các anh chị nghĩ đi, chúng ta không có chạy theo người khác, chúng ta chạy theo cái con đường mà đưa mình tới cái đích mà mình muốn, đúng không ạ? Trong khi mình nhổ neo rồi, mình không biết đi đâu về đâu, thì con thuyền mình sẽ đi đâu ạ? Nên anh chị nào mà chúng ta chưa có bức tranh, chưa có bài thôi miên, dạ, làm gấp ha. Tại vì cái điều này cho các anh chị, không phải là cho Phương, hoặc là không phải cho ai cả. Sau khi mà các anh chị làm bài thôi miên rồi, làm bức tranh rồi á, thì cái điều tiếp theo các anh chị làm đó là gì ạ? Làm gì các anh chị biết không ạ? Tại vì các anh chị hiểu được quy tắc vận hành của tiềm thức ấy. Thứ nhất là hai cái quan trọng nhất, đó là cảm xúc và hình ảnh. Hãy biến những mục tiêu của mình thành hình ảnh, mình nắm nó mỗi ngày. Sáng biến mục tiêu của mình thành hình ảnh và biến nó mỗi ngày. Các anh chị kiếm cho Phương tấm xét nhiệm màu nha. Tấm xét nhiệm màu các anh chị. Anh chị nào chưa có tấm xét mà, có cho mình những tấm xét nhiệm màu để chúng ta ghi cái con số lợi nhuận trong tháng 3 của mình lên đây. Anh chị nào chưa có, tí nữa nhắn vào trong nhóm học tập đó, tháng nào, lúc nào, tháng nào thì các trưởng nhóm cũng gửi vào trong nhóm, các anh chị có thể in ra và ghi lên đây. Ghi lên đây ha. Tấm xét nhiệm màu hay lắm á các anh chị. Hay lắm.
Chưa có luôn, chưa có nhắn lên nhóm học tập. Các trưởng nhóm nhờ các trưởng nhóm gửi lại vào trong nhóm, các anh chị chỉ cần lưu xuống và đúng rồi, lưu xuống và ghi ghi những cái con số nha các anh chị nha. Ghi con số này. Ví dụ lợi nhuận tháng này của các anh chị 1 tỷ thì ghi là cái con số 1 tỷ mà ghi tên của mình, ghi cái con số lợi nhuận và ghi ý nghĩa của cái việc mà các anh chị có cái con số này. Và chỗ này lưu ý là các anh chị, chỗ này lưu ý là không có ghi mục tiêu của các anh chị, không có ghi là để trả nợ nha, để thanh toán các hóa đơn, mục tiêu không phải là như vậy. Bởi vì các anh chị biết đây là tấm séc mà các anh chị sẽ thu hút những cái khoản tiền bất ngờ hoặc là những cái quý nhân, những cái nguồn lực để giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình. Mà các anh chị ghi cái ý nghĩa như thế nào thì các anh chị sẽ có những cái tình huống nó diễn ra như vậy. Mà chúng ta học về tiềm thức rồi, chúng ta học về luật hấp dẫn rồi đúng không ạ? Các anh chị gieo hạt gì thì chúng ta gặt quả đó. Trời ơi, xuất sắc chị Lan, cho chị Lan xuất tràng vỗ tay. Ghi tấm séc 45 triệu và đã đạt được 50 triệu. Quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Hay lắm á các anh chị. Tại vì á, Phương từng ghi tấm séc là từ cái lúc mà Phương mới khởi động với câu lạc bộ, từ 30, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Nó rất là hay luôn. Nên là các anh chị biết nó giống như kiểu mà chúng ta thêm một cách nữa để tự kỷ ám thị về cái điều mình muốn thôi, chứ không phải là các anh chị viết tấm séc xong sáng sáng mai là trúng tờ vé số. Dạ không phải ạ. Không phải là sáng mai các anh chị viết tấm séc xong cái vũ trụ gửi tới cho anh chị một cục tiền, mà nó gửi bằng cách thông qua những cái nguồn lực, những quý nhân, công việc các anh chị thuận lợi hơn, được không ạ? Nên là lấy giấy bút của các anh chị ghi xuống. Hôm nay điều đầu tiên là hoàn thành mục tiêu. Hoàn thành mục tiêu xong rồi thì chúng ta sẽ viết tấm séc, viết tấm séc nhiệm màu các anh chị. Những anh chị nào chưa có tấm séc nhắn lên trên nhóm học tập, những anh chị đang xem livestream chưa chưa có nhóm học tập thì tham gia vào nhóm để chúng ta nhận tấm séc. Và các anh chị biết mà, nhiều anh chị nói thôi chắc cái này không có đâu, anh chị nào tin thì hãy làm, còn không tin thì đừng có làm nha. Tại vì các anh chị không tin á, các anh chị làm á, rồi các anh chị không có, rồi các anh chị càng càng củng cố cái niềm tin là không có. Ok, đây là các anh chị nào mà chúng ta tin thì mới làm, nhưng mà nó mất gì đâu các anh chị, chỉ là một cái tờ giấy thôi, và chúng ta tờ giấy này chúng ta gắn cho nó một cái ý nghĩa, gắn cho nó một cái ý nghĩa và có những cái phép màu xảy ra trong cuộc sống của mình. Đúng mà các anh chị, nhiều thứ nó xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng mà tùy các anh chị tập trung vào cái điều gì. Chị chàng hay thế, viết tấm séc 200 triệu mà về 500 triệu. Ôi tôi 500 triệu rút tiền, giàu quá, xuất sắc luôn. Dạ ok chị lên sang à, sau buổi Zoom ha, sau buổi Zoom thì Phương sẽ hỗ trợ nha. Rồi các anh chị ok chưa ạ? À? Các anh chị sẽ có tấm séc cho mình không ạ? À? Mỗi tháng đều có những tấm séc luôn, có nhiều tấm séc lắm các anh chị. Quá trời tấm séc luôn, đại tấm séc luôn. Chúng ta có thể viết nhiều tấm séc khác nhau, và quan trọng là các anh chị ghi cái thời gian nha, thời gian phải cụ thể nè, ngày mấy tháng mấy. Chị Thơm viết tấm séc 20 triệu về 26 triệu. Rồi nhìn nhìn các anh chị nhìn trên khung chat kìa, rất là nhiều anh chị đã ứng dụng thành công rồi. Dạ trời ơi, chị Hoàng Anh là 350 triệu về 500 triệu. Sao các anh chị siêu thế, rất sắc luôn. Trời ơi, giàu quá giàu quá giàu quá, rất sắc. Rồi các anh chị hãy làm đi ạ. Đó là những cái cách mà chúng ta đang ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Và các anh chị viết tấm séc, một anh chị để trên bàn học, rồi các anh chị dán, Phương dán đầy tấm séc ở trên cái chỗ Phương học tập đúng không ạ? Phương ngồi đọc sách, rồi tấm séc Phương mang theo bên cạnh nữa các anh chị, mang trong túi của mình nữa, là nó có ý nghĩa rằng các anh chị đang tập trung vào cái điều mình muốn, và lúc nào các anh chị cũng yêu cầu vũ trụ về cái điều mình muốn. Đó là khi các anh chị viết xuống và nghĩ về và tập trung về cái điều mình muốn, được không các anh chị ơi? Ok không ạ? À? Anh chị nào có chưa biết cách viết tấm séc nhiệm màu không? Chưa biết thì tí nữa cái Phương sẽ chụp cái mẫu, hoặc là những anh chị nào có trưởng nhóm á,
thì chụp gửi vào trong nhóm đấy. Phương thấy rất là nhiều các trưởng nhóm gửi vào trong nhóm rồi, các anh chị chỉ cần lưu về và in ra thôi, lưu về và in ra thôi, được không ạ? À, lưu về in ra, sau đó chúng ta viết nội dung lên trên đó. Tấm xét nè, trong cái dòng đầu tiên của mình á là có cái date là ngày tháng năm, các anh chị ghi xuống là ngày 30 tháng 3 năm 2023, là mục tiêu 30 ngày của mình mà, ghi ngày cuối tháng nha các anh chị, là ngày 30 tháng 3 năm 2023. Đấy, các anh chị tập trung lên đây ạ. À, tôi hướng dẫn nhanh nha. Rồi, pay, cái chữ pay là trả cho ai, ghi tên của mình vào. Trả cho ai? Trả cho ai đây các anh chị? Trả cho chính bản thân mình, tên của mình đầy đủ vào các anh chị. Được không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta cái chỗ trắng trắng, khoảng trống này chúng ta ghi số tiền của mình vào. Ghi số tiền vào. Số tiền bao nhiêu? Số tiền là mục tiêu tài chính 30 ngày của các anh chị. Hoặc là các anh chị đang có một cái khoản tiền thực sự khao khát nào đó thì các anh chị ghi vào đây. Và tiếp theo phía dưới này các anh chị, to the order of là để làm gì á, order cho cái việc gì, thì chúng ta ghi mục đích. Mục đích của chúng ta nhớ không có thanh toán các hóa đơn, không có trả lãi ngân hàng, không có trả nợ. Tất cả những cái từ đó là loại nó ra bên trong tâm trí. Chúng ta lựa chọn, ví dụ như các anh chị ghi cái mục tiêu này, ví dụ như các anh chị, mặc dù là chúng ta biết chúng ta thu hút những khoản tiền đó để về làm những việc đó, nhưng mà trong cái này chúng ta ghi mục đích là để mình có một cái cuộc sống thoải mái hơn, để tôi có cuộc sống tự do hơn, đúng rồi, để đầu tư và gia tăng tài sản, để đầu tư vào sức khỏe trí tuệ, tài sản là trí tuệ và sức khỏe và những tài sản khác. À, để mua xe, để mua nhà, để có một chuyến du lịch, để gọi là sao ạ, tặng cho ba mẹ cái gì đó, để cho con như thế nào đó học một cái ngôi trường quốc tế, bất kỳ một cái mục tiêu nào nó cao cả hơn. Còn những cái mục tiêu mà các anh chị chỉ cố gắng tập trung vào trả nợ là các anh chị trả cả đời ấy. Trả cả đời luôn các anh chị, bao nhiêu anh chị thấy ngày nào cũng đặt mục tiêu là trả nợ và trả cả đời, trả mấy chục năm nay không hết. Thì đó là quy luật gieo hạt. Gieo hạt gì thì chúng ta ăn quả đó. Tại vì vũ trụ nó đơn giản lắm các anh chị. Vũ trụ rất đơn giản, nói gì hiểu đó. Chúng ta gieo cũng hạt mít. Gieo hạt mít ướt thì ăn mít ướt, mít ráo thì ăn mít ráo. Không thể nào mà gieo hạt mít mà xong rồi cái một hồi cái nó, ôi sao tôi gieo hạt mít, mít này mà sao nó lên quả mít kia. Cũng cùng hạt giống đó. Được không các anh chị? Cũng cùng cái loại nhưng mà có nhiều loại khác nhau. Chúng ta lựa chọn những cái hạt giống một cách chính xác, cụ thể. Các anh chị sẽ ăn đúng cái hạt mà các anh chị cần. Việc của các anh chị đó là gieo hạt. Bằng cách suy nghĩ, nói, viết xuống những điều mình muốn. Thẳng thắn luôn. Không có vòng vo như các anh chị, vũ trụ chả hiểu gì đâu. Tìm tức các anh chị cũng không hiểu gì hết trơn á. Nó chỉ hiểu là anh muốn gì thì cho đó, thế thôi. Ok không các anh chị? Rồi cái việc thứ hai các anh chị còn phải làm nữa đó là lên cái tài khoản ngân hàng của mình. Chụp cái tài khoản ngân hàng xong sửa cái con số tiền mà mình mong muốn in ra. Làm được không các anh chị? Đơn giản ha. Lên cái tài khoản ngân hàng của mình, chụp cái tài khoản ngân hàng và sửa con số mình mong muốn. Để mình ám thị. Để mình ám thị. Cái việc mà tài khoản ngân hàng các anh chị có thể in về. Hoặc là các anh chị có thể gọi là làm bằng, gọi là hình ảnh nền trên máy tính, trên điện thoại. Để các anh chị ám thị hình ảnh. Tại vì các anh chị thích mà. Bao nhiêu anh chị thích con số tài khoản ngân hàng của mình, một con số khổng lồ ạ. Con số tiền tỷ ạ. Làm đi, thích thì làm đi, làm có bên trong tâm trí rồi mới có bên ngoài thực tế được. Nhiều anh chị nói, chưa bao giờ nghĩ chị làm được tiền tỷ. Đúng rồi, bởi vì chị chưa bao giờ nghĩ nên chị đâu có ở bên ngoài đâu. Nếu mà chị đã nghĩ tới rồi thì chắc chắn là chị đã có chiến lược rồi. Không có chiến, không nghĩ,
Không nghĩ thì không có chiến lược. Và đây là cái thời điểm mà tuyệt vời nhất để các anh chị tập trung nha. Để các anh chị tập trung gia tăng cái dòng tiền. Để thời điểm rất là đẹp để chúng ta, một là các anh chị lên hương luôn. Lên luôn. Thì thời điểm này là có rất là nhiều cơ hội các anh chị. Đang cũng là những thử thách của nền kinh tế nhưng có rất là nhiều cơ hội. Và trong đầu năm đến nay là Phương đã gia tăng được vài vài cái tài sản, vài cái bất động sản rồi các anh chị. Việc của các anh chị đó là gì? Tạo dòng tiền và gia tăng tài sản. Còn các anh chị không đi đầu tư mấy này kia đâu nha, thị trường đã lòm hết rồi, các anh chị đi đầu tư là chúng ta không an toàn. Chỉ có kinh doanh mới các anh chị mới tạo ra dòng tiền. Kinh doanh mới tạo ra dòng tiền thôi các anh chị. Được không ạ? Ok ha. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần tiền. Hôm nay chúng ta chữa cái gốc rễ để cho các anh chị hút tiền cho nó dễ. Được không các anh chị ơi? Ok không ạ? À, các anh chị sẵn sàng nhận bí kíp không ạ? Sẵn sàng nhận bí kíp thì comment tôi cho Phương thấy đi ạ. Mục tiêu các anh chị, mục tiêu đầu năm á, là Phương đã viết xuống. Đầu năm, đầu từ tháng Giêng cho đến tháng 3. Có nghĩa là trong cái giai đoạn đó phải sở hữu được 5 cái bất động sản sở hữu đứng tên của mình. Hiện tại đã đi được 2 phần 3 chặng đường. Sướng ạ. À? Là khi các anh chị tập trung vào, chúng ta tạo ra dòng tiền và các anh chị có thì các anh chị gia tăng tài sản được không ạ? Rồi, ok các anh chị. Những chị đang theo dõi livestream của Phương thì hãy nhấn vào follow ha để chúng ta có thể nhận giá trị cùng nhau mỗi ngày. Đã xuống đấy. Mê lắm. Mà có cái này các anh chị, có nghĩa là Phương thấy vũ trụ hay bonus đó. Bonus có nghĩa là cho thêm á. Nghĩa là anh chị nào hành động mạnh mẽ. Tại sao khi mà các anh chị giành chiến thắng, chúng ta thường có những phần thưởng. Đó là cái sự là quy luật của vũ trụ. Đó là khi các anh chị hành động mạnh mẽ tiến về mục tiêu thì các anh chị liên tục được cho thêm những cái nguồn lực. Và các anh chị biết nó hay lắm như thế này này. À, tự nhiên cái hôm đó mà Phương đi 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 sắm vàng các anh chị. Mình hay đọc cái câu là cái gì tất đất tất vàng. Hay đọc cái câu đó trong miệng đúng không? Thì nó hiểu giống như là vũ trụ hiểu một cách nó rất là trong trắng. À, đó là cái gì Phương với Thoa đúng không ạ? À, dẫn nhau xong rồi đi sắm vàng. Mà các anh chị ngay cái khoảnh khắc mà tại vì Phương dự định đi mấy ngày rồi mà Phương không đi, cái tự nhiên ngay cái thời điểm mà tại vì có những cái gọi là cái những cái mảnh bất động sản mà Phương muốn nhanh chóng mà nó chưa có ra được, nó chưa có đến được của mình. Xong rồi cái ngày hôm đó là sao tự nhiên Phương vừa mới bước vào cái tiệm vàng không. Vừa mới bước được cái tiệm vàng xong là nghe cuộc gọi liền. Nghe cuộc gọi liền các anh chị chốt liền luôn. Xong rồi cái Phương nói trời ơi sao mà vũ trụ bonus quá vậy. Vũ trụ luôn cho thêm các anh chị. Luôn cho thêm các anh chị những cái thứ mà các anh chị xứng đáng đạt được. Nên khi các anh chị phải tiến về thì chúng ta luôn được bonus thêm. Ừ. Và Phương thấy như thế này này giống như là ví dụ như là Phương tháng này Phương đạt được mục tiêu. Là đạt mục tiêu có nghĩa là doanh số lợi nhuận đã đạt được rồi. Thì còn được thưởng thêm những cái phần thưởng ví dụ như là những cái phần quà hoặc những cái chuyến du lịch nữa. Đúng không các anh chị? Có phải khi các anh chị làm sale, làm marketing, làm công ty á là các anh chị ví dụ tháng đó mà đạt doanh số, đạt lợi nhuận thì công ty thường thưởng cho các anh chị thêm những chuyến du lịch. Đó là khi mà các anh chị gọi là sao ở tự nhiên có được nhiều rồi còn được thêm nữa là khi là vũ trụ luôn cho thêm, luôn cho thêm đó các anh chị. Nên Phương thấy cái điều này nó rất là vi diệu, rất là hay. Còn anh chị nào mà chúng ta không cố gắng, không có làm gì cả, không có cái gì luôn và cũng không có thêm được cái gì luôn. Đúng rồi đấy. Nên là cái phần này thì các anh chị tập trung nha. Anh chị nào không tập trung, à, không có đầu năm mà chúng ta còn chưa khởi động, chúng ta còn eo tới eo lui nữa thì các anh chị nhanh nhanh lên chứ, nhanh nhanh lên chứ không là hết năm ấy, qua nửa năm phát là tình hình kinh tế khác rồi, rồi cuối năm phát cái vài vài tháng thôi các anh chị, chớp mắt Phương thấy là thấy đi 1/3 năm rồi, đúng không các anh chị? Phải qua tháng 3 rồi không?
qua tháng 3 rồi qua tháng 4 là mất tới là gần xong rồi đó. Rồi gần gần nửa năm rồi, qua tháng 5 rất là nó chạy suốt quần luôn các anh chị. Anh chị có mục tiêu tháng 3 à, mục tiêu cả năm 2023 rồi đó, mà các anh chị cứ từ từ thôi chị, từ từ cái tới vào tháng 4 tháng 5 cái trời ơi, oh my god, mình đã làm được gì trong nửa năm nay, nó nhanh lắm, chạy nhanh lắm các anh chị ơi. Bởi vậy nên là Phương là chạy mục tiêu mỗi ngày chứ không phải là mỗi tháng, nên lúc nào Phương cũng chia sẻ để các anh chị phải 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 tập trung á. Rồi ok, vậy thì bây giờ các anh chị nào mà chúng ta đang gọi là chúng ta đang chưa có thu hút được khoản tiền mà mình mong muốn này, anh chị ngồi xuống viết với chính mình vô vở xem thử mình đang, nếu mà chưa hút được khoản tiền như mình mong muốn, hay kinh doanh chưa có thuận lợi, dòng tiền chưa có về, anh chị rà soát hết lại các anh chị đang có mối quan hệ nào không khỏe không. Dạ chị comment đi ạ. Không biết các anh chị có còn nghe Phương không, mà sao các anh chị nhìn Phương đắm đuối không chớp mắt vậy các anh chị. Ok. Rồi các anh chị comment xuống đi, cũng chị ra soát lại hết xem. Ra soát lại xem là các anh chị có phải là các anh chị đang chưa có những cái mối quan hệ nào không khỏe không. Chúng ta thực tế với chính mình nha, chứ đừng có nói là ôi chị học tiền mà nó chẳng về tiền. Hình như có đó, hình như có đó các anh chị, nhiều anh chị nói à, để coi thử, hình như có đó. Nếu mà chưa có thì các mối quan hệ các anh chị nó cũng cùng một cái quy luật thôi. À, đúng rồi, rất là nhiều. Rồi các anh chị, ngồi nhìn lại xem nè. Mối quan hệ giữa mình với mình thế nào? Mà đi từ gốc rễ. Thì các anh chị biết luật hấp dẫn mà. Còn muốn trở thành một cái con người thu hút thì mình trở thành một cái con muốn thu hút những người quyến rũ thì mình phải là người quyến rũ. Đúng không ạ? Muốn thu hút những cái người mà tri thức thì mình phải có tri thức. Muốn thu hút những cái đối tác có uy tín, mình phải là người uy tín. Muốn thu hút những cái người mà có một cái tình yêu, mình phải là cái người có tình yêu đủ lớn. Mình muốn được người khác tôn trọng thì mình cũng phải tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Và tất cả những cái gốc rễ nó đến từ là ai ạ? À? Các anh chị dò xét lại xem, khi các anh chị và yêu thương mình đủ nhiều á, vô câu lạc bộ yêu thương mình đủ nhiều á, thì các anh chị tự nhiên những cái mối quan hệ xung quanh nó dễ thương, dễ thương, dễ tính, dễ chịu. Còn lại á, mà các anh chị không vui trong lòng á, ủa, nhìn thấy ai cũng muốn cùng cô lên luôn, đúng không các anh chị? Thử nè các anh chị, ví dụ như các anh chị thấy bao nhiêu anh chị thấy con nít rất dễ thương ạ, đúng không? Bao nhiêu anh chị thấy con nít rất dễ thương, sao nó dễ thương thế? Và cái lúc mà anh chị vui á, cái anh chị thấy nó trời ơi nó làm cái gì cũng dễ thương hết, nó khóc nó cũng dễ thương, nó cũng dễ thương, mà nó tè tùm lum tà la nó cũng dễ thương các anh chị. Gọi là nó dễ thương bất chấp luôn. Mà khi mà các anh chị không có vui trong lòng đi, đúng không? Bởi như anh chị tự nhiên ngồi trên máy bay mà các anh chị tự nhiên cái nghe mấy mấy đứa mà nó khóc thét lên á, mà lúc đó các anh chị tâm trạng không vui đi thì sao ạ? À? Các anh chị còn thấy dễ thương hay là muốn đúng không? Con của mình á, lúc mà thấy dễ thương kinh khủng. Còn sao ạ? À? Còn nhiều lúc là sao ạ? À? Nó sao ạ? À? Muốn phát cho nó mấy phát. Nó không có ngoan. Vậy thì cũng cũng trong cái tình huống đó. Sao các anh chị thấy dễ thương
Còn có lúc mà mình thấy mình muốn 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 động tay động chân luôn với con của mình ạ. À. Theo các anh chị lý do tại sao? Các anh chị lý do tại sao ạ? Là do bên tâm của mình, do bên trong mình các anh chị, do cảm xúc các anh chị không tốt, do các anh chị không có, do tất cả mọi thứ đều từ bên trong của mình hết đúng không ạ? Chưa yêu mình đúng cách luôn. Thử sáng tối đi ngủ ôm mình, sáng ngủ dậy ôm mình, nói lời yêu thương với chính mình. Nhiều anh chị sao à? Nhiều anh chị là toàn trách móc mình không à. Chị là chị không biết mấy vô dụng đâu. Ừ. Chị không biết vô dụng, chị mù công nghệ lắm, chị là đủ kiểu toàn trách không có anh chị. Mở miệng ra là thấy trách rồi. Rồi buổi sáng chị mới vô dụng, chị mới vô những buổi đầu tiên chị lơ ngơ lắm, chưa chị trách mình rồi các anh chị. Nói cho mình nghe những cái điều mình không thích đâu mà. Làm gì có ai ngơ đâu. Không có ai ngơ hết. Trừ khi mình ra quyết định mình tự ngơ luôn các anh chị. Đúng không các anh chị? Tự khi mình ra quyết định mà các anh chị phải nói là tôi sáng suốt lắm. Dù cho bắt đầu hay là dù cho đang ở cái khúc nào tôi cũng rất sáng suốt. Tôi học nhanh lắm. Tôi học tôi hiểu liền luôn và tôi ứng dụng tôi có kết quả liền luôn. Thì các anh chị ra quyết định như vậy thì não các anh chị vận hành như vậy. Thử xem nè, giờ các anh chị ví dụ anh chị đi xuống bếp đi, các anh chị tìm cái kéo đi, mà các anh chị nói không không thấy cái kéo đâu hết trơn á mẹ ơi, mẹ đi sai xuống vợ đi vợ kêu xuống anh tìm cho em cái kéo, kéo đâu anh làm gì có thấy cái kéo nào đâu anh làm gì có biết, là trong đầu các anh chị có một cái điểm mù liền không nhìn thấy. Cái vợ đi xuống trời đứa ơi nó nằm sờ sờ trước mắt đây mà sao không có thấy. Ha. Nhiều khi các anh chị nói ngay bây giờ ngay lúc này tôi đã nhìn thấy cái kéo trước mặt của tôi. Ngay trước mặt tôi có nó liền luôn. Ở trong đầu đã nghĩ tới là mình cầm kéo mình đem lên. Thì các anh chị thấy nó ngay lập tức. Có nhiều anh chị đã trải nghiệm cái điều này ạ. À. Nhiều anh chị đã trải nghiệm được cái điều này ạ. À. Phải không? Dạ đúng rồi đó. Mà các anh chị nói đi, chị chả biết gì đâu Phương ơi, chị không biết bắt đầu từ đâu, chị không biết như thế nào. Là chị đang ra quyết định cho chị đó. Hãy nói cái điều mình muốn các anh chị. Nói trực tiếp cái điều mình muốn luôn. Và sau đó quay lại này. Dạ đúng rồi. Quay lại những cái cuộc hôn nhân tại sao nó không hạnh phúc như ý của mình. Tại sao cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Hoặc là tại sao những cái mối quan hệ các anh chị không hạnh phúc như ý của mình. Thứ nhất, khi các anh chị không biết cách giao tiếp với mình thì chúng ta cũng không biết cách giao tiếp với người khác luôn. Chúng ta nghĩ như vậy là tốt. Nhưng mà chưa chắc là tốt theo ý mình hiểu. Nhưng chưa chắc người khác đã thích cái điều đó. Phần này các anh chị học rất là chuyên sâu trong cái chương trình 60 ngày là học kỳ kỹ về mối quan hệ luôn. Nhiều anh chị á vô á kêu Phương á chỉ cho cách để em sao chị ly hôn với chồng. Xong hồi cái học cách yêu thương biết ơn cái về hòa hợp lại luôn. Về yêu như hồi mới yêu son sắt luôn các anh chị. Vậy các anh chị à, cái việc mà chúng ta không có hòa hợp bắt đầu từ trong tâm thức của mình. Và khi mà các anh chị có những cái nhìn thấy những cái thứ mà nó chưa có vui ở bên trong á, bên ngoài á, con vợ chồng mối quan hệ của mình, thì các anh chị đọc câu thần chú. Các anh chị đặt tay lên trái tim của mình đọc câu thần chú mà Phương hay 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 nói với các anh chị đó. An bình hòa hợp là điều ngự trị trong trái tim khối óc của tôi, của cái người đối diện, đặt tên của họ ra luôn và tất cả mọi người xung quanh ngay bây giờ ngay lúc này tôi và họ đang có một cái mối quan hệ rất tuyệt vời.
hạnh phúc, yêu thương, biết ơn. Liên tục nói cho anh chị. Anh chị nào nói cái câu này, anh chị thuộc câu này chưa? Anh chị nào đã thuộc câu này chưa ạ? Nói xong là các anh chị tự hòa hợp bên trong đi. Tự thấy bên trong nó rất là dễ chịu, hạnh phúc được. Thuộc câu này chưa ạ? Chưa? Chưa, viết xuống nha các anh chị. An bình, hòa hợp, đặt tay lên trái tim. An bình, hòa hợp là điều ngự trị trong trái tim khối óc của tôi, của chồng tôi. Nếu các anh chị đang chưa đang đang gọi là đấu khẩu với chồng thì đừng có đấu khẩu, dừng lại và đọc câu thần chú, đặt tay lên trái tim, đọc to đọc nhỏ cũng được, không quan trọng, mà đọc to chồng nghe càng tốt. Chồng nghe xong nói: ủa cái bà này tự nhiên đang cãi nhau mà bà bị gì á? Là lúc đó tâm trí ông đã thay đổi, là đôi khi ông không tập trung vào cái điều đó nữa. Dạ chính xác rồi. Đó, ngay bây giờ ngay lúc này đó. Yêu thương biết ơn là điều ngự trị trong trái tim khối óc của tôi, của chồng tôi hoặc của vợ tôi và những người xung quanh. Các chị đó, nhiều anh chị comment trên không chat đi ạ, đang comment trên không chat, các anh chị có thể xem nha. Dạ đúng rồi, ok ha. Các anh chị làm được không ạ? Thử làm đi. Ngày hôm nay con mà các anh chị làm cái điều mà các anh chị không khoái, không mê, không thích á, tập liền, đọc lên, lúc mà cảm xúc mình chuẩn bị dâng lên, cái mình phải kìm 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 nó xuống. Chuẩn bị thủy triều dâng lên là mình làm sao cho thủy triều nó xuống lại các anh chị. Giống như là khi mà các anh chị thấy bão đi tới thì các anh chị làm gì ạ? Cả nhà, bão tới là mình cứ chạy ra, mình xông ra mình nói: để tôi chống bão. Tại sao các anh chị? Để tôi mạnh lắm, tôi học sức mạnh tiềm thức rồi, tôi chạy ra tôi chống bão. Bão là phải khuất phục trước tôi, tại vì tôi có tiềm thức rồi. Cái nó sao dập phát tè tùa rồi bị chưa khỏe vô nằm bẹp. Ôi trời ơi, sao tôi có sức mạnh tiềm thức mà tôi không xài được thế này. Dạ bão tới thì sao ạ? Núp đi các anh chị, chạy chạy trốn ngay, chạy trốn ngay các anh chị ơi. Đúng rồi, tìm nơi trú ẩn, núp 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 núp, im là các chị, nằm im cho tới khi bão nó đi qua. Ôi chị Hiếu, thử ra hút năng lượng của gió đi các anh chị. Chỉ hút được năng lượng khi các anh chị tâm bình an và các anh chị ở trong cái trường năng lượng tuyệt vời. Các anh chị ra một dấu xoáy 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 như này, ra hút ai mạnh hơn, ai hút ai biết liền à. Thực tế yes, đúng rồi. Này các anh chị, mỗi lần mà các anh chị dâng lên những cơn bão cảm xúc thì sao ạ? Im lặng, quay lại chính bản thân mình, chạy về căn nhà bên trong của mình, được không ạ? Và cái điều này chúng ta phải rèn giũa đó các anh chị, nó không phải một sớm một chiều đâu. Nó lý thuyết dễ lắm, nhưng để các anh chị thực hành thì nó sẽ là cái sự huấn luyện thân tâm trí mình mỗi ngày. Như anh chị nào chúng ta học 60 ngày, anh chị huấn luyện mỗi ngày thân tâm trí, huấn luyện mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa và lúc chủ nhật hàng tuần. Xin gửi lời chào đến tất cả những anh chị đang theo dõi livestream ha. Ok không các anh chị ơi? Anh chị ơi, hello cả nhà. Anh chị biết phải làm như thế nào chưa ạ? Trong cái lúc mà bão tới, anh chị bảo tới là các anh chị sao? Không, đừng mở cửa. Đừng mở cửa trái tim và mở cái miệng, đừng mở cửa khối óc. Đóng cửa các chị, đóng cửa chạy trốn. Im, không nói gì hết. Im, 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 im. Đợi tới khi sóng yên, biển lặng rồi nói chuyện nhau. Ví dụ anh chồng nói câu không hay thì mình nói: anh nói như vậy làm em không vui. Rồi lúc khác mình nói chuyện nha. Không lẽ anh chị nói vậy rồi họ còn tới? Dạ không có đâu. Chồng anh chị cũng yêu thương các anh chị đó. Quan trọng là bởi vì lúc đó mình
mình cảm xúc mình dâng trào lên, cứ kéo cái cảm xúc của họ cũng dâng trào lên thế thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, có nhiều anh chị tuyệt vời lắm. Chạy đi, chạy ngay đi, chạy ra vườn, chạy ra bất kỳ nơi nào, tìm nơi trú ẩn. Và Phương đã chia sẻ về cái cách mà kiểm soát cái cảm xúc của mình ha. Tối trước khi đi ngủ các anh chị, khi mà chúng ta không những cầu nguyện cho cái sự thành công giàu có của mình, các anh chị hãy cầu nguyện cho những cái mối quan hệ của mình hạnh phúc, đúng không ạ? Và hãy viết lời biết ơn. Anh chị nào đang có những cái mối quan hệ chưa tốt, hãy viết ít nhất 100 điều biết ơn về cái người mà các anh chị đang có mối quan hệ chưa tốt. Viết được không các anh chị ơi? Nhìn anh chị đó như thế này, chị muốn hòa hợp với lại cái người kia mà chị nặng không ra cái chữ nào, viết hai ba câu là biết ơn là hết rồi, không có nghĩ ra được cái nào hết để biết ơn nữa hết. Làm sao mà viết được 100 điều biết ơn hả Phương? Được chứ? À, khi mà chị không có cái lời nào biết ơn, chị không nghĩ ra được cái lời biết ơn đối với họ, thì các anh chị chưa gỡ được cái nút thắt đâu. À, cái việc mà ý nghĩa của việc viết lời biết ơn, khi các anh chị biết ơn á, thì bắt đầu chúng ta hòa hợp với chính mình, không phải là với người kia đâu, chắc gì từ 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 rồi nó mới lan ra, do bên trong mà nó chưa có được ok á. Các anh chị viết lời biết ơn là để hòa hợp cảm xúc với chính mình, chứ không phải là viết xong cái họ như chị viết xong rồi ngày nào chị cũng viết lời biết ơn mà sao chị không thấy họ thay đổi. Chị có thay đổi chưa? Cảm xúc của chị đã thay đổi chưa mà đòi họ thay đổi? Dạ, ví dụ như thế này nè. Ví dụ như chồng đúng không? Ví dụ như viết với chồng đi. Thì nói là vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì anh đã đến bên với cuộc đời của em, đúng không ạ? Cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã đi làm, đã tạo ra dòng thu nhập để giúp đỡ cho gia đình mình. Rồi cảm ơn anh vì đã giúp sáng nay đã mặc quần áo cho con. Cảm ơn anh vì đã chở con đi học. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay là nói những cái lời yêu thương. Cảm ơn tất cả, không phải ngày hôm nay và trong quá khứ bất kỳ cái thời gian nào. Các anh chị cảm thấy mình đón nhận những cái điều gì tuyệt vời. Cử chỉ hành động nhỏ thôi, hãy nói lời biết ơn. Được không các anh chị? Làm được không ạ? Dễ không? Dễ lắm. Không cần phải đi thuyết phục đâu ạ. Và giống như hôm bữa Phương nói rồi đó. Dễ, đúng rồi. Để khi nào làm được mới dễ nha. Không làm thì đừng có nói dễ nha. Khi mà các anh chị, ví dụ như anh chị thấy con của người khác không ngoan, thì sao ạ? Ví dụ như có những cái người người bạn đồng nghiệp của các anh chị á, họ hay kể về con của họ không ngoan á, các anh chị làm gì ạ? À? Cả nhà ơi, chúng ta làm gì? Bài vô cho lời khuyên. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Rồi xong các anh chị hốt một đống rác bỏ vào ngôi nhà tình yêu của mình. Hoàn toàn. Con tôi rất là ngoan, dễ thương. Con tôi rất hạnh phúc, con tôi rất là giỏi, con tôi rất thông minh, con tôi rất trí tuệ. Hãy nói những cái lời ngược lại từ bên trong tâm trí của mình. Bảo vệ tiềm thức các anh chị ơi. Bảo vệ tiềm thức, bảo vệ tiềm thức. Nên các anh chị không có muốn, không có muốn người khác comment rồi than phiền với các anh chị về cái cuộc sống, về những cái mối quan hệ của họ, thì các anh chị đừng có làm cái điều đó. Nha các anh chị nha, chúng ta đừng có làm cái điều đó với người khác, đừng có mổ miệng ra cái nói ông chồng của tôi, bà vợ của tôi, thằng con của tôi nào cũng như ngày nào hết trơn. Hãy âm thầm chúc phúc các anh chị liên tục bên trong tâm trí của mình, âm thầm chúc phúc biết ơn về những cái mối quan hệ của mình. Tối trước khi đi ngủ, sáng trước khi thức dậy,
Các anh chị nào có trải nghiệm mà muốn chia sẻ không ạ? Từ khi các anh chị ứng dụng những cái bí kíp như thế này, thực ra thì nó là rất là đơn giản. Nhưng mà các anh chị học trong 60 ngày, các anh chị rất là thấm. Chúng ta thay đổi chính mình trước, và sau đó những cái người xung quanh họ rất dễ thương. Anh chị nào có muốn chia sẻ cái thành công không? Đã, ok, Phương thấy chị Vũ Phương có giơ tay, chị Phương có thể bật mic nha. Hello, từ chị Phương đã nghe thấy Phương nói chưa nhỉ? Dạ rồi, ok chị, rất là rõ. Ok, Phương vô cùng cảm ơn chủ tịch chị Phương đã cho Phương đến đây ăn mừng thành công, chia sẻ với để truyền cảm hứng cho tất cả các cô chú anh chị có mặt ở trong phòng Zoom ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Phương gửi tới tất cả cô chú anh chị em ở trong buổi Zoom ngày hôm nay, chúng ta có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Và Phương rất là vui khi mà được ăn mừng cái thành công mới nhất của Phương. Đó là cái thành công mà mình cái năng lượng mà mình đi offline thì hôm trước là cũng đã chia sẻ với tất cả các chú chị vô cùng tuyệt vời, tức là về mình sẽ cảm giác là nó giúp cho mình có một cái năng lượng hoàn toàn là khác so với cái trước khi mà đi offline. Và trong khi đi thì Phương kể cả từ trước khi đi và đến khi mà mình về, mình luôn ra quyết định là ở giờ này đi, mình giờ này về, và mình cũng luôn nói lời biết ơn ở trong lòng ấy. Đi ngồi máy bay mình cũng nói lời biết ơn, đi ngồi taxi mình cũng nói lời biết ơn, và thực sự là cái chuyến đi đó rất là thuận lợi và một cái thành công rất là lớn nữa. Và khi mà Phương về thì Phương cảm nhận được cái thành công của nó quá lớn. Đó là lúc mà Phương đi thì con Phương mới có 13, hơn 13 tháng tuổi, và lúc đi học và làm quy trình ấy, thì thực sự là mình vừa cũng nhớ con và hai bầu sữa mình căng nhiều, cứ giờ nghỉ là mình phải đi vào nhà vệ sinh để vắt sữa. Và mọi người biết không, vậy nhưng mà khi đi thì Phương có nói với con Phương là à, mẹ đi công tác, con ở nhà ngoan, nhớ mẹ, nhưng mà nhớ mẹ nhưng mà phải ngoan, ăn ngon ngủ ngon. Mà vì diện là con ở nhà với bố với bà, là dự tính là có thêm bác trông trông nữa, nhưng bác lại có việc bận nên bác phải về quê, mà chỉ có bố bà trông thôi. Bảo trời ơi nó ngoan, nó ở nhà nó tự ăn pha sữa ở đó, trước thì nó không uống sữa ngoài mấy đâu, bởi vì có bú mẹ mà nó không uống sữa ngoài, mà mẹ đi cái là cháo thì ăn nhằng cái là hết bát rồi, sữa là uống một ngày uống mấy lần, đến bây giờ thì Phương cai sữa luôn, tại vì cháu uống sữa ngoài rất là ngon, và mấy hôm nay là sang ngủ bà nội luôn. Nên là đó là, và một cái điều vi diệu nữa là khi Phương ở nhà nó mới chỉ bò, gọi là nó chỉ tập đi lần lần ở bàn thôi, mà mình đi offline về mấy hôm đi rồi con này không mọi người, thế là rất là tuyệt vời. Đó là một cái sự thành công rất lớn, là khi mình đi cái và con mình tự nhiên nó cũng trưởng thành rất là nhiều. Và đó cũng là rất là biết ơn chồng của Phương là ở nhà chăm sóc con và huấn luyện, về bây giờ tự ăn tự uống ngon lành, thì đó là một cái thành công mới nhất của Phương. Mà như hôm qua thì Phương có họp với các anh chị em trong đội nhóm, thì mình cũng có chia sẻ là mình chưa đạt mục tiêu của mình tháng 2. Nhưng mà vừa rồi thì chủ tịch Trịnh Phương có chia sẻ là có nhắn ở trên nhóm là có ai thành công nên ăn mừng, và tiềm thức đã nhắc mình. Thực sự là mình không nhớ ra thôi, chứ chứ mục tiêu tháng 2 thì mình đạt một cách xuất sắc. Lý do tại sao khi mà cuối cùng mình ba cái ngày cuối mình đi offline, thì đến cái ngày 28 thì tiềm thức đã hút cho mình ký thêm ba cái hợp đồng trị giá là 15.000 đô, và như vậy là cái doanh số tháng này của Phương là 25.000 đô, tương đương với 600 triệu, thì tính là lợi nhuận nó vượt quá con số mà mình đặt ra. Thì đó, thì ngày hôm nay là Phương hội lên Phương chia sẻ là mục tiêu tháng hai của Phương hoàn thành xuất sắc, bởi vì bữa hôm qua mình chia sẻ với mọi người xong là chưa đạt mục tiêu, nhưng mà đến bây giờ mình mới nhớ ra là mình có một cái có các cái những cái hợp đồng mà mình đã ký kết được xong rồi, và nó là 25.000 đô doanh số cơ, thì đó tính ra lợi nhuận là nó hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình rồi. Thì đó là cái mà Phương thấy là nó rất là vi diệu. Ngày hôm nay thì Phương chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm này nữa để cho các anh chị em mà chúng ta có thể rút kinh nghiệm trong quá trình mà ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Bởi vì Phương thấy là tiềm thức hưởng ứng rất mạnh, cái này thì Phương cũng là một cái tiềm thức hưởng ứng, nhưng mà thì trước là mình cũng không chia sẻ, bởi vì nó cũng là một cái hưởng ứng, nhưng mà hưởng ứng theo theo cái điều mà mình không thực sự mong muốn. Đó là 2 tháng trước thì chồng Phương cứ trêu Phương là ôi, đẻ thêm em bé nữa con mình 13 tháng, và
Và thực sự thì mình trong lòng mình cũng không muốn, mình bảo ôi thôi đừng có trêu, không muốn thì đừng có trêu, nhưng mà thực sự là không biết là cái cảm xúc lúc đó thế nào mà là quá thiệt anh chị ạ. Quá thiệt với mức độ là nó không được, bởi vì trong lòng mình không muốn mà anh chị em, nên là nó không được lành lặn, và Phương đã phải đi giải quyết. Và mình cũng nghỉ mất hơn 1 tháng không có làm, hơn 1 tuần không làm việc. Thì mình cứ nghĩ là ở cái tuần này, tháng này mình không có làm việc nhiều, tiềm thức không hưởng ứng, mình không làm nhiều nên mình không đạt được cái mục tiêu, cái chuyện bình thường. Nhưng mà đến ngày cuối cùng sau cái chương trình offline rồi thì tiềm thức vẫn hút để cho mình đạt được cái mục tiêu đó. Thì Phương thấy là Quá tiềm thức của mình quá vui diệu, quá tuyệt vời, quá siêu mạnh luôn ấy. Hay là đó là những cái trải nghiệm của Phương mà khi mà mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Và kể cả như khi mà Phương biết và hấp dẫn thì cái bé cuối cùng, bé thứ tư này của Phương thì mình cũng sử dụng nó hấp dẫn, và mình đặt hàng vũ trụ là yêu cầu là con mình sẽ là trán rộng, mũi cao, mắt to, chân dài, thông minh, da trắng, rồi tất cả những cái điều mà mình yêu cầu ấy, thì đến thời điểm hiện tại nó hoàn toàn đúng đấy chị em ạ. Đó thì nó thực sự rất vi diệu. Phương cảm thấy là tiềm thức nó không chỉ hưởng ứng giúp cho mình đạt mục tiêu tài chính đâu, mà nó còn hưởng ứng cho mình đạt tất cả các mục tiêu, những cái điều mà mình mong muốn biết rõ ra thì nó có thể đạt được. Và ngay đây Phương chia sẻ đến đây, còn rất nhiều anh chị em đang giơ tay. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã nghe chia sẻ của Phương. Cảm ơn chủ tịch Kiều Phương đã cho Phương anh chia sẻ. Rồi, bây giờ anh chị cảm thấy quá tuyệt vời và muốn lợi nhuận của mình là 25.000 đô trong tháng này thì hãy gửi lời chúc mừng đến chị Thu Phương ha. Đến ngày 28 cho anh chị đi offline về là năng lượng hưng hực và khai phá tiềm thức là giỏi, quá giỏi luôn. Ngày cuối cùng là sao? Hút luôn nguồn lực về hoàn thành xuất sắc mục tiêu. Ôi, mê quá, chúc mừng chị Phương. Quá xuất sắc luôn. Và như anh chị cũng muốn tiềm thức của mình như vậy à. Tới ngày cuối cùng rồi là hút nguyên cục về để mình hoàn thành vượt xuất sắc mục tiêu của mình. Comment tôi cho Phương thấy nha. Hãy comment tôi là bậc thầy kiếm tiền bằng sức mạnh tiềm thức. Quá tuyệt vời luôn. Dạ, chỉ có tiềm thức mới 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 làm được những cái điều tuyệt vời như vậy thôi các anh chị ơi. Không thương lắm. Đó, ngày cuối cùng mình không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ được cái mục tiêu của mình. Hãy luôn kiên định với mục tiêu của mình. Nguồn lực đang có sẵn phía trước các anh chị. Nguồn lực thì đang có sẵn phía trước, miễn sao các anh chị phải tin tưởng và kiên định với mục tiêu của mình. Và tất nhiên các anh chị phải biết cách khai phá tiềm thức của mình nha. Anh chị nào mà chúng ta chưa biết xài tiềm thức là gì hết trơn á thì nó rất là quý. Tại nó có sẵn ở đây nè, nó chờ các anh chị kết nối. Đấy, nên là những anh chị nào mà chúng ta phải làm quy trình đó thì nó mới ra nhanh. Nên anh chị nào học chương trình 60 ngày chúng ta sẽ được làm những cái quy trình để các anh chị biết anh chị giỏi cỡ nào. Có những thứ là mình không tự làm được, mình phải dùng tiềm thức thôi, đúng không ạ? Ok ha, hôm nay 6:33 rồi. Rồi còn khoảng 3 phút nữa các anh chị có muốn nghe chia sẻ thành công đúng không ạ? Thêm một anh chị nữa đi ha. Dạ chuẩn bị rồi, chuẩn bị sẽ bắt đầu vào một cái chu trình mới thì chúng ta sẽ có những cái quy trình online đấy ạ. Nên là các anh chị học 60 ngày chúng ta chuẩn bị được làm quy trình để khai phá ha. Rồi Phương mời lên đây cô Nguyễn Tâm nè. Cô Nguyễn Tâm có thể là bật mic chia sẻ ha. Một cô Tâm đã ứng dụng tiềm thức để có những cái kết quả như thế nào về việc mối quan hệ với mình, với những cái người xung quanh, cũng như là có thể là chia sẻ một chút về tài chính ha. Xin chào doanh nhân Trịnh Phương. Xin chào tất cả các doanh nhân của chúng ta và những người mới đã đến với phòng Zoom của chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng và thật là thu hút về thật nhiều thành công để bùng nổ cái thành công trong tháng 3 2023 này thật là tuyệt vời như mình mong muốn đúng không ạ? Thì hôm nay là thì cũng được Trịnh Phương cho phép tâm lên chia sẻ thì cũng rất là tuyệt vời, bởi vì cũng hào hứng thật sau khi một cái chuyến đi về offline cùng câu lạc bộ, thật là mấy ngày này là cũng ra quyết định là xác minh cũng có được lên ăn mừng thành công thì đến ngày hôm nay thì mới được. Thì một điều tuyệt vời đó là khi mình mong muốn quá mà mình cứ cảm xúc chăng trào vào đó thì mình chưa đạt được những kết quả, mình bị nỗ lực cách đảo. Nhưng mà hôm nay thì cứ việc là tin tưởng vào chắc chắn mình cũng sẽ được, thì là rất là cảm ơn Trịnh Phương, cảm ơn cả nhà mình. Và một cái điều chia sẻ sau cái chương trình đi offline thì trước khi ra đi thì cũng là
Tâm cũng đã đặt cái mục tiêu của mình thì y chang như là tất cả mọi việc đều đến theo cái sự mục tiêu của mình, quá là tuyệt vời. Và cái gì vũ trụ khi mình là cảm xúc thì là và bám sát vào mục tiêu thì luôn luôn hình dung tưởng tượng, đúng như Trịnh Phương nói là hôm nay thì cái bài học thật là tuyệt vời, giá trị thật, và cảm nhận cái quãng đời, cái thời gian, cái mấy ngày đi học lại là tâm đạt được cái sự hạnh phúc, đúng không ạ? Và khi đi đặt là tất cả mọi sự việc đã hậu thuẫn cho bản thân mình được là một chuyến đi offline thật là đạt được những mục tiêu như mình đã suy nghĩ, đặt mục tiêu trong đầu và đã viết ra, thì đã là được tất cả những người thân yêu của mình này, rồi là những người đã ngưỡng mộ mình này, trong quá trình mình học ở phòng Zoom nhưng mà hôm nay gặp nhau trực tiếp thì rất là tuyệt vời. Đó là những cái nụ cười, những cái ôm thân thiện này, rồi là những cái là trải nghiệm trong cái chia sẻ một chút là trong cái đi offline giống như Trình Phương hôm qua chia sẻ đấy. Thì lúc nào mình cũng khi đi vệ sinh á, cứ nghĩ là thì lúc nào mình chọn cái lúc nào thời điểm tốt nhất để mình đi, nhưng đi lên một hai lần mình vẫn chưa thành công. Thế đến khi thôi ai bình tĩnh lại, thế là một lần là quyết quyết là đó là vào đó. Nhưng mà cái phòng nam ấy, phòng nam đi cũng có người, nhưng mà kiên quyết một hai mình sẽ hành động được, thì vào đó thế là hành động luôn. Tất cả mọi người nam là dành cho mình là hành động được, thì đó là khi mình dám bứt phá, đúng không? Đó là đã quay đi quay về thì dám bứt phá là mình sẽ làm được. Và những một cái nữa đó là mình có những cái món quà ấy, khi trước đó là cũng có là thích là mình được sở hữu một cái bộ sản phẩm của mỹ phẩm Hàn Quốc ấy. Thì đúng là gần cái hết của cái giờ của ngày 12 giờ sáng, gần đến 12 giờ đấy, 12 giờ đêm ấy, thì từ ở trong phòng lại có cái người bạn lại được tặng quà cho một bộ mỹ phẩm luôn, thật là tuyệt vời luôn, một bộ mỹ phẩm rất là giá trị. Mà trời ơi, lúc đó là hưởng ứng luôn, là rinh ra là bối cùng mặc đã gửi lên nhóm, mà thật là tuyệt vời. Mà lúc đó cứ nghĩ là hơn một giờ vẫn cứ cảm xúc dâng trào là lời giờ làm sao mà ngủ được đây. Sau đó cũng ứng dụng tiềm thức rồi thì cũng một giấc ngủ rất là ngon, sáng mai vẫn cứ dậy được và cũng đổi nhóm để là vào Zoom, trong phòng vào Zoom mới từ vào Zoom với nhau đấy. Mà cũng rất là khỏe nhá. Đó là một cái trải nghiệm của tâm trong cái chương trình đi offline. Và mình đã một cái điều nữa là cũng chia sẻ bí kíp với cả nhà mình trong cái mối quan hệ long lanh sáng hôm nay mà chủ tịch mà doanh nhân Trịnh Phương đã chia sẻ đấy. Cái long lanh, cái mối quan hệ thì trước khi ra đi thì cũng đặt tất cả mọi cái sự việc, mọi cái tình huống, mọi cái này để hậu thuẫn cho mình một chuyện đi offline thật là vui vẻ, tràn đầy những cái hạnh phúc và đón nhận những cái bí kíp thật là tuyệt vời. Thì trong lúc nhận làm quy trình thì cũng là rất là cảm xúc và cảm xúc thực sự luôn đấy. Và cũng thì sau đó thì khi làm thì mình cũng để ý đâu, nhưng mà sau đó có những người cũng đã nói lại thật là thấy cô Tâm thật tuyệt vời luôn, cô Tâm thật là cảm xúc tràn đầy luôn. Thì đó là cái điều về đó. Anh chia sẻ là những mục tiêu tháng vừa rồi cô Tâm đã đạt như thế nào, mục tiêu về tài chính và cũng ở đây một cái mối quan hệ nữa thì cho cô Tâm nói một chút. Cái mối quan hệ thì cô Tâm đã ứng dụng thì trong lúc đi thời gian đọc lại thì cũng có những cái đó là mối quan hệ về chồng cũng ở nhà cũng có những mối quan hệ nó liên quan đến cái tiềm thức với nhau mà thì cũng có những cái là điều chưa vui gửi đến, nhưng mà cô Tâm cũng đã ứng dụng vào cái bài học của ngày hôm nay ấy. Thì một điều và cái lúc ngày thứ hai ấy, thì cứ nghĩ là ôi không sao cả, mình cứ tập trung vào mục tiêu của mình, đó là mình offline, đi offline thì mình nhận năng lượng và mình được kết quả mục tiêu của mình đề ra thì y chang luôn, cứ bỏ vào đấy. Tối thì người chồng đã gọi điện động viên. Thật là tuyệt vời cái bài học giả trí hôm nay, cho nên này hôm nay lại đúng là Trình Phương này cho Tâm đi chia sẻ, thật là tuyệt vời. Đó là cái ứng dụng về mối quan hệ đã đạt được một cái điều rất là vi diệu, và khi về thì cũng là mối quan hệ hòa hợp với vợ chồng rất là tuyệt vời luôn. Đó là nói là những chương lần sau là không bao giờ chọn đi nữa. Nhưng đó là điều tuyệt vời đó. Và cũng chia sẻ cái phần tài chính thì cho mục tiêu
cũng giống như Trần lúc đầu cũng nghĩ là mình mục tiêu là chưa đạt tới, nhưng mà đúng như Vũ Phương vừa rồi chia sẻ thì có những cái mình đã được trước đó, nhưng mà do mình nhận được đó rồi, nhưng mà đến ngày hôm qua mình nhận được đó, là những cái đó là tiền về đó là 20.030.000 đồng nữa. Nghiệm lại thì đúng như Vũ Phương vừa rồi chia sẻ, còn cái là mình cũng đã nhận được lời trước đó rồi, lấy rồi, nhưng hôm nay mình mới lấy là ngày 1/3 này, thì cái mục tiêu đó cũng là đã đạt được mục tiêu thực sự của tháng 2. Tuyệt vời, xuất sắc luôn cả nhà ơi, hãy truyền năng lượng và cộng hưởng các chương trình. Ôi thật tuyệt vời, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cả nhà mình. Hãy là cứ giữ vững niềm tin tuyệt đối, và cái cảm xúc cái đó là cảm xúc của mình với cái mục tiêu của mình, và tin tưởng là niềm tin, thì tất cả là đều đạt được như mình mong muốn, và vũ trụ sẽ bỏ công vẽ công cho mình tất cả những cái mình ngờ rằng mình không bao giờ làm được, đúng không? Dùng ý thức mình làm được, đúng không cả nhà? Dạ, xin cảm ơn cả nhà lắng nghe phần chia sẻ của tâm. Chúc cả nhà thành công. Chào buổi tài các anh chị. Ôi sáu rồi mà năng lượng như thế, ứng dụng tuyệt vời như thế, thì các anh chị có cảm thấy là mình phải mạnh mẽ hơn không ạ? Quá tuyệt vời, quá xuất sắc, xin chúc mừng cô Tâm quá nhiều thành công luôn, đúng không ạ? Nghe cô Tâm cười phát là Phương thấy yêu đời quá luôn các anh chị. Nãy giờ nghe cô Tâm cười phát là cả phòng Zoom nóng rực cả lên, quá xuất sắc đúng không ạ? Anh chị nào ra quyết định là mình cũng phải ứng dụng tuyệt vời hơn như vậy nữa, comment tôi cho Phương thấy đi ạ. Đúng rồi, đó là tuyệt vời ha. Chúc mừng cô Tâm học và ứng dụng một cách rất là nghiêm túc và tạo ra những cái kết quả rất là tuyệt vời. Thật ra thì hành trình của cô Tâm là có rất là nhiều thành công ấy. Những anh chị và chúng ta đồng hành rồi thì các anh chị cũng đã nghe, đúng không ạ? Nghe rất là nhiều những cái thành công của cô Tâm rồi. Và Phương thấy cô Tâm ứng dụng siêu đỉnh, tiềm thức quá giỏi, tại vì cái cảm xúc cô Tâm nó rất là tuyệt vời. Nghĩa là luôn hào hứng, phấn khởi và luôn năng lượng. Như cô Tâm chia sẻ mà năng lượng của Phương chạy rần rần ở bên trong cơ thể. Không biết các anh chị nào giống Phương không? Đó chính xác là cái nguồn năng lượng tuyệt vời để giúp cho các anh chị chinh phục những cái mục tiêu ước mơ của mình. Ok ha. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục tập trung vào những cái điều chúng ta mong muốn và làm những cái bài tập mà các anh chị đã được học. Học tới chỗ nào thì ứng dụng chỗ đó, được không các anh chị ơi? Ok không ạ? Và trưa ngày hôm nay thì chúng ta, những anh chị nào mà học chương trình 60 ngày thì chúng ta có những cái chương trình chuyên sâu để giúp cho các anh chị khai phá tiềm thức mình nó mạnh mẽ hơn. Còn những anh chị nào chúng ta còn mới thì các anh chị có thể tham gia những cái buổi căn bản để các anh chị nắm được cái hành trình đi. Các anh chị có mục tiêu ước mơ rồi và chúng ta muốn có cái sự kèm cặp nhanh lên thì chúng ta đi cho nhanh. Còn lại buổi tối lúc 18 giờ các anh chị nào học doanh nhân thì chúng ta cũng đang có chương trình đào tạo về xây dựng hệ thống marketing, tạo những cái kênh, những cái video để thu hút khách hàng thụ động, để các anh chị có thể học vào lúc 18 giờ. Ok không ạ? Nếu anh chị nào muốn học thì các anh chị có thể nhắn cho người hỗ trợ. Anh chị nào trong nhóm của Phương thì nhắn riêng cho Phương hỗ trợ ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ dành ra khoảng 10 phút để các anh chị thực hành cái phép màu sáng ngày hôm nay. Phương rất là biết ơn tất cả toàn bộ các anh chị đã đồng hành cùng với Phương và rất là nhiều anh chị khác trong phòng Zoom buổi sáng ngày hôm nay, tạo ra một cái năng lượng rất là tuyệt vời. Và xin chúc cho cả nhà chúng ta sẽ luôn thành công trên mọi bước đi của mình trong ngày hôm nay nhé. Phương nhờ các chị nhóm gửi lại cái câu nói phép màu vào trong nhóm học tập ha. Câu nói để thu hút tiền bạc và mục tiêu cho 24 giờ đến 48 giờ tới. Và trong nhóm học tập các anh chị quay lại vào nhóm để chúng ta nhận cái câu nói. Và các anh chị cùng nhau thực hành lòng biết ơn nữa nha. Biết ơn những gì mình đã có, mình đang có, và biết ơn những mục tiêu ước mơ của mình mong muốn có được. Ok, rồi Phương sẽ bật nhạc tần số cho các anh chị cùng nhau thực hành nha.